Chào các bạn. Morning. Xin chào. Tới đây chào mọi người nè, tên nha. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Mệt quá. Thì hôm nay là sáng thứ bảy, nhà mình không có đi làm nè. Nhà mình đang đi vào một cái cửa hàng gọi là BCF. Đây, cái cửa hàng mà chuyên bán các cái dụng cụ câu cá nè, để đi cắm trại này nọ đó. Đó. Thì tại vì lần trước á, Doanh Han ổng làm mất, làm sỏng hai con cá to. Cho nên lần này ổng quyết tâm ổng đi mua đồ dụng cụ câu cá xịn. Đó. Trong này là rất là nhiều đồ. Các bạn thấy không, được câu cá bên này nè. Bao la luôn. Which one you wanna buy, Papa? He's taking it off. Which one? It looks like that. You wanna buy this? Look like this? Yeah, it looks like that. How much? $580. I can get it on for. On sale? Yeah, it's $809. Bây giờ nhà mình đang đợi người bán đến để người ta lấy cho Doanh Han coi. À, hôm nay ba Doanh Han sẽ mua đồ xịn để câu cá, sẽ bắt được cá ngừ, cá thu to á ha. Thôi ăn cái gì mà ăn hoài luôn á. Wow, ổng cứ wow hoài luôn. Đi qua đây mẹ cho con coi mấy con cá giả nè. Đi qua đây nè. Mình đợi ba đi, tại giờ chưa có nhân viên tư vấn cho ba. Nà. Nhìn tên nha. Đó, bên này là bán rất là nhiều mấy cái con cá giả. Nó gọi là lure, như gọi là đồ dẫn dụ cá. Ngồi đàng hoàng, bỏ chân xuống. Bỏ chân xuống ba yêu. Đây ngồi đó, may quá phải ràng ổng vô vậy chứ không ổng chạy xong ổng thấy cá con ta. Mấy con cá giả này mắc cho em một con 20 đô là cũng khoảng 300 ngàn tiền Việt mình. Đó, cá giả. Ổng mua cá giả này rồi nhưng mà ổng vẫn còn phải bỏ thêm mực thiệt, cá thiệt rồi này nọ. Rồi bên này có một cái cửa hàng. Rồi bên khu này, mấy cái cục này á, là dùng gọi là cái phao. Khi mà bạn đi bắt cua đồ á, đó, bạn quăng lên cái cây để cho bạn đánh dấu. Đánh dấu chỗ nào bạn thả cái bẫy cua. Đây, cái bẫy cua là cái này đây. Đó, bẫy cua nè. Ba Doanh Han mua này về nhưng mà ông phải tự chế thêm nữa. Đó. Bên này là mồi cá. Cái này anh Tony không thấy được rồi. Trong này là bán mồi nè. Đây cho các bạn xem nè. Cá mu lát, không biết cá là cái gì. Bịch bao nhiêu? Mu lát bịch này là 12 đô 49. 12 đô 49 là khoảng nhiêu ta? Chắc cũng khoảng gần 200 ngàn hả? Đó, đây là mồi. Ôi, bên này là gì? Bên này là mấy con tôm. Mấy con tôm nhỏ. Đó. Mấy cái tủ đông má này là mồi, bán mồi hết. Mực 2,5 kg là 40 đô nè các bạn. 40 đô là khoảng 40 đô là nhiêu tiền ta? 600 hả? Mắc nha. Đó. Ba đâu rồi? Ba Doanh Han. Ba Doanh Han vẫn đang đợi. Các bạn coi cần câu cá. Still waiting. À, cần câu cá, anh Tony thích cái cần nào? Cần câu cá rất là nhiều luôn. Và ở đây nếu mà bạn là thành viên của cái chỗ BCF này, bạn mua đồ bạn còn được giảm 20% nữa nè. Đó. Bởi vậy ba Doanh Han á là thành viên đây nè, một lát là mua cái đồ, mua đồ để sẽ giảm giá. Ôi anh Tony coi con cá này nó to ghê không? Nè. Trời ơi, có cái mặt ổng hớn ghê. Cái này là để đi câu cá chứ không phải đồ chơi đâu. Cá. À cá, đúng rồi, cá. Cá. Giỏi. Cá làm sao? Cá làm gì nè anh Tôn nha. Cá bơi bơi. Con nói đi, cá bơi bơi. Thôi được rồi, đến này bỏ lại hư của người ta. Đi qua đây mẹ cho anh Tôn này coi đồ khác. Đi. Một lát mình qua mình coi tiếp nha. Đi. Rồi mình bye bye cá đi con. Bye. Bye đi, mình đi coi. Bye.
Ừ, bay giỏi lắm. Bay vô hang làm gì? Are you hang wanna buy a new rod? Two? This is heavier, 37 kilos. What, really? This is, holds 24 kilo fish. Ah. Hey, man. How are you? Morning. Hey, good, good. What can I help you with? I rang up the other day, I think it was yesterday, for the Talinda. Wow, đây hiện đại quá nè. Mấy cái màn hình này là dùng để thăm dò những chỗ nào mà có cá đó các bạn. Đó, trên tàu của Vinhan thì cũng có một cái radar vậy, rất là to rồi. Một cái này là nhiêu đây? 1439 hả? Là khoảng cỡ cỡ gần 20 triệu ha. Thì con cá bên này tốn tiền quá. Đá. Cá. Cá. Ui, ba Vinhan có rồi kìa. Ra coi cái đồ gì ba Vinhan mua nha. Ba Vinhan hàng mua gì? Cá. This one? Yeah. Yeah? Yeah, it's been scratched. Oh. Has it been dropped, has it? It's new. Is that the same one over or is that a... Maybe this one for display. This one for display. That's 12. Rồi, cái đó, cái đồ ba Vinhan thích mua mà không biết sao nó bị chày rồi. Mình đi xuống phía dưới này cho mọi người xem cửa hàng bán dụng cụ đi câu cá rồi đi cắm trại ở chỗ mình ở như thế nào. Ờ, bên tay phải mình là mấy cái áo này, nó cái nón này nọ là dành để đi câu cá nè. Cái vải nó là mát nhưng mà có thể chống được tia cực tím luôn. Đó. Này thuyền cano. Có lộn thuyền gì? Thuyền một người lái là gì? Kayak, thuyền kayak. Ờ, ở phía dưới này là lều. Lều đi cắp trại nè. À, đây đi cắm trại không? Ôi, cái lều này to quá nha, đã chưa này. Cái lều này to lắm này. Đó, cho mọi người xem cái lều nè. Mô hình đó, đó. Trong này có hai cái nệm nữa. Để được cái bàn luôn. Rộng rãi thoải mái ha. Này là nhiêu? 400 hả? 400 là khoảng 6 triệu 4 hả? 6 triệu. Nhà mình có lèo rồi mà nhà mình không có cầm mua này đâu. Bên này là gì? Băng ghế đi cắm trại hả? Này là gì đây? Bên này là bán mấy cái thùng đá nè. Đó. À, thùng đá, đúng rồi, thùng đá. Bên này là mấy cái ly giữ nhiệt nè. Cái hiệu Yeti này là nổi tiếng là giữ lạnh rất là tốt nè. Nhà mình cũng có mấy cái. Đi. Ba đâu rồi? You got a new one? Wait, we're on the way, Baba. Wait, wait, go inside. So they got you a new one already? No, it's got. I don't know. It's been. I think someone's dropped it. Oh no. Looks heavy, eh? Can I touch? Wow, nặng ghê á. It's got an aluminium body. Yeah. Aluminium cast. And what is it, yellow? It's got good bearings. This is aluminium. All aluminium. Why so heavy? Because of the bearings. It's got all bearings inside the drag system. Ah. Free. And then you hold that and it drags. Rimming real. I'll just get the rod. Ba Vinhan mua cần câu mới luôn. My god, so heavy. Nào cũng nặng hết trơn. Ah, you put it in. Ah. You like it? It's good. The
is 37 kilos. À, bà Giang kêu cái cần này là câu được con cá là nặng tới 37 kg luôn. Cầm rất là đã tay. Bà Giang thích câu cá lắm. And this one 25, right? It's 27 kilos. They are the same price? Shimano nên là bán đồ câu cá này nọ, áo quần nón này nọ nổi tiếng mà về câu cá nè. Hai cái cần này thì câu được con cá 27 kg, cần kia thì 37, hai cái bằng giá luôn. 399 đô là khoảng khoảng 6 triệu cái cần. Expensive hobby vậy hả? Thú chơi, thú vui rất là xa xỉ. But you have the right gear and you look after it, it lasts a long time. Johan kêu là mắc tiền nhưng mà nếu mà mình biết giữ gìn nó thì mình cũng xài được lâu lắm. Yeah, we can talk about that for a minute. Khu này là bán những cái đồ liên quan đến làm bếp khi mình đi du lịch. Đây nhà mình có một cái giống thế này, là nhỏ hơn cái bếp này nè. Để làm barbecue nè. Đó, nhưng mà của nhà mình nhỏ hơn, mình để trên cái xe cắm trại á. Tony ơi, Tony buồn quá hả? Tony muốn ra ngoài quậy phải không? Thôi coi mẹ đẩy đi, ngồi yên đi, ngồi đây, mẹ đẩy đi tí. Cho nên là phải ngồi, phải đẩy đi chứ không là ổng quậy. Đó. Bên này là gì đây? Bình ga mini nè. Mấy này cũng giống Việt Nam mình quá ha, mấy cái bình ga nè. Rồi. Hết chưa ta? Bên này khu này là bán cái đèn pha đồ này nọ để đi gắn lên xe cho nó sáng nha. Đó. Rồi có nhiều thứ mình không biết luôn á, mấy cái này liên quan tới máy móc rồi này nọ ba dân ham biết thôi. Có cái cần này nè, anh ấy đạp vô xong rồi ảnh giống như cái máy may của mình vậy, anh đạp vô cần này nè. Rồi xong rồi ảnh xe cái cuốn vô trong cái máy may của mình vậy đó. Cái máy may mình xe chỉ yếu nè. All done, Baba? I just pay, huh? Look, Dad is so excited now. I have a new toy. Ông Nhân An lớn nhưng nít vậy. Rồi, có đồ chơi mới nào thì có cá nhé. Tôi đi câu cá với ba không? Mỗi lần tôi cũng đi câu cá với ba nhá. Ba mua cho con áo đi câu cá này đó. Có áo có nón đi câu cá luôn nữa. I'm hold it. Too heavy. Nặng quá em ha. Nó nặng quá ba ơi. Cá. À cá đúng rồi rồi. Đây cá đây. Cá đúng rồi, con cá bơi bơi con nói đi. Cá bơi bơi. Trời ơi. Ừ. Cá này là cho mượn thôi chứ không có mua đâu nha. Cá này nó có mấy cái lưỡi câu á. Nè có ba cái lưỡi câu trong này là nguy hiểm lắm. Bye. Oh then. Ok, bây giờ ba Giang Thanh xong mình phải đi tính tiền đi về. Đi, bye bye cá nè. Bỏ cá lại. Mình bỏ cá lại đi. Bữa sau mình vô đây là mình mượn bằng cá mình chơi tiếp. Mình bye bye cá đi. Bye. Bye con. Đi, con uống nước dừa đi, cầm uống nước dừa mẹ thơ. Đi.
Bà Dành Hà đi tính tiền bên này nè. Bà Dành Hà tính tiền xong mình đi về nha. Thì ra ba mua này, đang đứng tiền thế này. Ba Dành Hà mua cho mình này để đi cắm trại nè. Mọi người biết này là gì không? Cái này 30 đô, 30 đô là khoảng 450. Cái này á, là để khi mà mình đi cắm trại các bạn. Đó, này dành cho nữ nha. Là nó có một cái phễu mình ngồi vô đây mình tiểu như là nam vậy đó. Đó, mình chỉ cần tiểu trong cái chai là được. Cho nên là mình đi ra ngoài, mình cắm trại, mình không có sợ tiểu ngoài đường bị rắn cắn gì đó. Rất là hay. Ra 3 giờ 2 mua đây. Giờ mới biết luôn á. Trong lúc đợi tính tiền thì giờ bà Dân Hà dẫn anh tôi đi vòng vòng chút gì. I took him to this section. See you around. I didn't know Yanni they make ice cream. À, khu bên này là bán áo quần nè các bạn. Thì mấy cái áo quần này là tay dài rồi những cái vải này là Made in China. Mấy cái vải này là nó rất là mát nhưng mà đồng thời cũng chống tím rất là tốt. Các bạn thấy không? Á à, rất là mát luôn, một cái là 90 đô. 90 đô là cũng khoảng gần khoảng triệu tư hả? Đó. Đồ bên này rất là mắc nên là nhà mình đợi khi giống ba John Han đi mua mấy áo là ông đợi khi nào mà sale á ông mới mua chứ mình thấy mua nguyên giá vậy mắc quá. Mà bên này sale người ta cũng cũng hay có nhiều đợt sale á. Mẫu mã nó không có được đạt mắt giống mấy cái mẫu mới nhưng mà chất lượng nó vẫn như nhau nên là John Han đợi sale. Ví dụ sale áo khoảng còn 20 đô ông sẽ mua. 20 đô là khoảng 300 đô. When you catch the fish, you put this in its mouth. Okay. To get off the hook. Yeah. À, cây này khi nào mình bắt con cá lên đó là mình dùng cái đó mình giữ cái miệng nó xong mình lấy cái lưỡi câu ra. Con ngồi yên đi con. Đây. Nhoi. Days. Happy day. I'm holding some fish now. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye.